thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa ban giám khảo, kính thưa tất cả các đồng chí đảng viên, tôi tên là Phạm Văn Phương Quốc, tuyên truyền viên đại diện cho chi bộ 2 tham gia cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2021 do Đảng ủy Vườn Quốc gia Nhật Lôn tổ chức. Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến tất cả các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong ban giám khảo cùng tất cả các đồng chí đảng viên. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Buôn Đôn là những định hướng để phát triển huyện Buôn Đôn một cách toàn diện, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của đảng bộ, thể hiện ý chí lãnh đạo của đảng bộ huyện đối với tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Do đó, khi nghị quyết được ban hành thì cấp ủy các cấp phải tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đến toàn thể đảng viên và tuyên truyền đến tất cả quần chúng nhân dân. Bởi nếu không hiểu rõ đường lối, chủ trương, phương hướng mục tiêu, định hướng được xác định trong nghị quyết thì không thể triển khai thực hiện đúng và hiệu quả, thậm chí sẽ mắc sai lầm và chệch hướng, đi ngược với tinh thần nghị quyết đã xác định. Chính vì vậy, học tập nghị quyết là một trong những nhiệm vụ then chốt quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân là tiền đề cho sự thành công trong tổ chức thực hiện nghị quyết, đảm bảo đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Như chúng ta đã biết, đại hội đại biểu đảng bộ huyện Buôn Đôn lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong 2 ngày, ngày 26 và ngày 27 tháng 8 năm 2020, với nhiều nội dung được thông qua, trong đó có nội dung quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2020-2025. Trong phần phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2020-2025, với tinh thần đoàn kết, dân tộ, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu tổng quát trong giai đoạn này là xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề về xã hội, môi trường, nâng cao đời sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Buôn Đôn phát triển toàn diện và bền vững. Và 20 nhóm chỉ tiêu, trong đó thì có 8 chỉ tiêu về kinh tế, 7 chỉ tiêu về xã hội, 3 chỉ tiêu về môi trường, quốc phòng an ninh là 1 chỉ tiêu, xây dựng đảng và tổng chính trị là 1 chỉ tiêu. Đại hội cũng đã xác định 4 nhiệm vụ đột phá, 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025. Ngày hôm nay với thời lượng cho phép thì tôi xin trao đổi với các đồng chí những nội dung cốt lõi nổi bật trong nghị quyết. Phần trình bày của tôi gồm có 3 phần. Phần thứ nhất, đây là đánh giá lại kết quả thực hiện nghị quyết lần thứ 5 nhiệm kỳ 2015-2020. Phần thứ hai là tóm tắt những cái phương hướng mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2020-2025, và sau đó thì chúng ta sẽ đi sâu vào một cái nội dung, đó là nội dung tập trung phát triển kinh tế của huyện theo hướng bền vững có giá trị cao. Đây là cái nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025. Để các đồng chí nắm bắt các nội dung còn lại thì đề nghị các đồng chí tự tìm hiểu và cũng có thể xem trong tài liệu. Kính thưa các đồng chí, nhiệm kỳ 2015-2020 với quyết tâm chính trị, phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Buôn Đôn đã chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 5 đã đề ra. Đáng chú ý là tổng số giá trị sản xuất ước đạt 4.370 tỷ đồng, bằng 143.8%. Kế hoạch tăng 1.6 lần so với đầu kỳ. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10.4% trên năm, vượt 1.4% so với nghị quyết. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm đạt 230 tỷ đồng, tăng bình quân 12% trên năm.
Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành là 33 triệu đồng, tăng 47,7% so với đầu nhiệm kỳ. Huy động được 622 tỷ đồng cho chương trình mục tiêu nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới cơ bản ổn định. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố mở rộng. Trong nhiệm kỳ, toàn đảng bộ đã kết nạp được 741 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu của nghị quyết, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 2.782 đồng chí. Trung bình hàng năm, tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 77%. Kính thưa đồng chí, trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, phân tích những hạn chế, khuyết điểm và dự báo tình hình trong nhiệm kỳ tới, đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu và những giải pháp cơ bản cho nhiệm kỳ 2020-2025 với 20 cái chỉ tiêu cơ bản. Trong đó một số chỉ tiêu quan trọng như là tổng giá trị sản xuất đạt 6.420 tỷ đồng, tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt từ 8-9%, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân từ 16-17% trên một năm, có từ 1-2 xã đạt các tiêu chí về nông thôn mới, đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 38 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo là giảm từ 3% trở lên, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, trên 70% chính quyền cơ sở vững mạnh. Đại hội cũng đã xác định được 4 nhiệm vụ đột phá gồm: thứ nhất, tập trung nâng cấp các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn theo hướng bền vững, chất lượng cao, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường, từng bước hình thành chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Thứ hai, tập trung lãnh đạo phát triển du lịch theo hướng chất lượng, khai thác tốt tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc dân tộc để hình thành các khu du lịch, điểm du lịch với quy mô lớn gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và nghiên cứu khoa học. Thứ ba, lập các dự án để kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp có thế mạnh để đầu tư phát triển năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, khai thác tối đa tiềm năng về đất đai. Thứ tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giải quyết các thủ tục hành chính, củng cố bộ máy theo hướng tinh gọn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức ngày càng chuyên sâu về nghiệp vụ và am hiểu thực tế để phục vụ cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới. Nâng cao trách nhiệm công vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng, thanh tra của nhà nước để kịp thời chấn chỉnh và xử lý các sai phạm, kịp thời khen thưởng động viên những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Cũng tại đại hội đã đưa ra 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Thứ nhất, tập trung phát triển kinh tế theo hướng bền vững có giá trị cao. Đây là cái nhiệm vụ mà chúng ta sẽ trao đổi và phân tích sâu hơn trong buổi ngày hôm nay. Thứ hai là phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân về mọi mặt. Thứ ba, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành trong khối tài chính, tư pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thứ tư, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Thứ năm, đổi mới phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thứ sáu, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kính thưa các đồng chí, tập trung phát triển kinh tế của huyện theo hướng bền vững có giá trị cao là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ưu tiên hàng đầu được nêu trong nghị quyết. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, nghị quyết đã đưa ra 9 giải pháp chủ yếu như sau. Giải pháp thứ nhất, tập trung rà soát và hoàn thành quy hoạch cấp huyện về phát triển kinh tế xã hội, trên cơ sở đó xác định
bố trí hợp lý quỹ đất, bổ sung quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, trong đó quan tâm quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung, vùng dự kiến phát triển năng lượng tái tạo nhằm tạo điều kiện để phát triển và thu hút đầu tư của doanh nghiệp. Công tác quy hoạch có vai trò rất là quan trọng trong việc thu hút nhà đầu tư cũng như là phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương trong từng giai đoạn. Ví dụ như cần phải có quy hoạch các khu chăn nuôi heo ở huyện để tránh cái tình trạng mà chăn nuôi heo là ở khắp mọi nơi, gây là ô nhiễm môi trường cũng như là bức xúc trong dư luận. Thứ hai là tiếp tục thực hiện nghị quyết số 04 của tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó thì ưu tiên ứng dụng công nghệ hữu cơ và sản xuất nông nghiệp, đồng thời áp dụng quy trình thực hiện sản xuất nông nghiệp tốt, quy trình VGAP như chúng ta đã nghe. Thưa các đồng chí, tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một trong những chủ trương lớn của Đảng, được thể hiện, được khẳng định tại nghị quyết hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về vấn đề nông nghiệp, nông nghiệp nông thôn, với mục tiêu và quan điểm nhất quán thì sau một thời gian thực hiện đã mang lại những kết quả to lớn cho ngành nông nghiệp. Giai đoạn 2020-2025 tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu, để chúng ta giải các bài toán về chất lượng nông sản trong nước trước khi xuất khẩu đi các nước đang phát triển, như là xuất khẩu vải thiều ở Bắc Giang hay là xuất khẩu hồ tiêu, cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên. Giải pháp thứ ba là phát triển các loại hình kinh tế hợp tác xã nông nghiệp, nhất là ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 13 của tỉnh ủy về phát triển kinh tế hợp tác. Báo cáo các đồng chí, theo báo cáo 6 tháng đầu năm của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn thì hiện tại ở huyện Buôn Đôn chúng ta có 30 hợp tác xã, 22 tổ hợp tác với 261 thành viên. Trong đó thì có 23 hợp tác xã nông nghiệp, 4 hợp tác xã công nghiệp, 3 hợp tác xã thương mại dịch vụ, với tổng thu nhập bình quân cho đầu người là khoảng 2 triệu đồng trên tháng. Năm 2020, tỉnh Đắk Lắk có nghị quyết về phát triển kinh tế hợp tác, trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cho các hợp tác xã. Vì vậy, trong 6 tháng đầu năm 2021 có thêm một hợp tác xã về nông nghiệp mới được thành lập. Mô hình tổ hợp tác hợp tác xã đã góp phần quan trọng trong việc tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn từ chỗ sản xuất manh mún nhỏ lẻ. Khi tham gia vào tổ hợp tác xã thì hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập của các hội viên được tăng lên đáng kể. Đáng chú ý là ở huyện Buôn Đôn có 2 hợp tác xã với doanh thu khoảng 3,5 tỷ đồng trên một năm và tạo giải quyết việc làm thường xuyên cho 23 lao động. Giải pháp thứ tư đó là huy động và sử dụng tối đa mọi nguồn vốn để phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, đầu tư xây dựng hồ chứa nước, nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương, tận dụng các nguồn nước của công trình thủy điện để tưới cho các loại cây trồng và phục vụ dân sinh trên địa bàn huyện. Và các đồng chí thì chúng như các đồng chí đã biết, huyện Buôn Đôn là một huyện mà có khí hậu rất là khắc nghiệt, nóng khô, và cái vấn đề về nước sạch là vấn đề mà nan giải trong xuyên suốt rất là nhiều năm vừa qua. Thì việc đầu tư mà xây dựng các hồ chứa nước, các công trình nước sạch, các công trình về thủy lợi là việc làm hết sức cần thiết trong cái giai đoạn 2020-2025 để phục vụ cho đời sống sinh hoạt của dân cũng như là phát triển kinh tế xã hội. Giải pháp thứ năm là kết hợp các nguồn lực trong nhân dân với các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước, của doanh nghiệp để xây dựng 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Báo cáo các đồng chí thì để mà được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thì cần phải đạt 19/19 tiêu chí. Vì vậy ngoài cái nguồn ngân sách nhà nước thì cần tập trung nhiều nguồn lực từ bên ngoài, mà đặc biệt là nguồn lực từ quần chúng nhân dân. Ở huyện Buôn Đôn chúng ta thì hiện nay có một xã là xã E3 đạt chuẩn nông thôn mới, vừa được công nhận vào ngày 24 tháng 4 năm 2021 vừa qua. Trong toàn huyện thì đạt 91/130
thì phấn đấu đạt từ 1 đến 2 xã chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên theo dự báo và đánh giá của giới chuyên môn thì khả năng chỉ có một xã Tân Hòa hiện nay đang đạt 15 trên 19 tiêu chí là có khả năng đạt được chuẩn nông thôn mới. Giải pháp thứ 6 đó là thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng thay thế cái mục đích, thực hiện công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng, triển khai dự án trồng cây xanh dọc các tuyến giao thông trên địa bàn huyện nhằm tạo cảnh quan và hạn chế ô nhiễm môi trường. Thì chúng ta đã biết là rừng có giá trị rất là to lớn đối với đời sống của con người. Vì vậy thì luật đã quy định rằng bảo vệ rừng là trách nhiệm của mọi tổ chức, cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trong những năm qua với sự vào cuộc cả hệ thống chính trị thì công tác quản lý bảo vệ rừng ở huyện Buôn Đôn đã có nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong 6 tháng đầu năm 2021 thì toàn huyện Buôn Đôn ghi nhận, phát hiện và bắt giữ được 83 vụ vi phạm, giảm 46 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng được triển khai đồng bộ theo đúng quy định và đem lại nhiều lợi cho người dân. Công tác cây xanh được trồng ở nhiều tuyến đường trên huyện để góp phần tạo cảnh quan và hạn chế ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Giải pháp thứ 7 là tăng cường công tác quản lý hỗ trợ của nhà nước để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, các thành phần kinh tế, làm tốt công tác quản lý thị trường, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại dịch vụ, tăng cường tuyên truyền quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư các lợi thế của huyện, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch sinh thái. Giải pháp thứ 6, nâng cao chất lượng các loại hình sản phẩm du lịch địa phương để thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh, chú trọng phát triển các loại hình du lịch gắn liền với nông nghiệp, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa cộng đồng trên cơ sở phát huy và khai thác các bản sắc văn hóa dân tộc. Kính thưa các đồng chí, thì trong 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu đến từ hoạt động du lịch trong toàn huyện chúng ta đạt 7.285 tỷ đồng với 63.800 lượt khách đến tham quan du lịch. Trong đó thì vườn của doanh thu chúng ta có thu được 417 triệu đồng. Đặc biệt là ở vườn quốc gia Cô Đô là có cái mô hình du lịch thân thiện với voi được rất là được bạn bè quốc tế và du khách trong và ngoài nước là ủng hộ. Trong thời gian tới các loại hình du lịch thân thiện với môi trường tiếp tục được du khách quan tâm, vì thế cần được nghiên cứu đầu tư và phát triển trong nhiệm kỳ tới. Các giải pháp cuối cùng đó là chỉ đạo quyết liệt các cấp các ngành phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm, chủ động điều hành công tác thu chi ngân sách nhà nước theo quy định của luật ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách của địa phương, thực hiện chi ngân sách theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kính thưa các đồng chí, nhiệm vụ phát triển kinh tế của huyện Buôn Đôn theo hướng bền vững có giá trị cao là một trong những nội dung quan trọng của nghị quyết đại hội. Vì vậy cần được tuyên truyền sâu rộng nhằm củng cố niềm tin của người dân đối với đảng, đấu tranh phản bác các thông tin luận điểm, quan điểm sai trái thù địch, chống phá đảng nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân và toàn quân của huyện Buôn Đôn chung sức đồng lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 17 của tỉnh Đắk Lắk và nghị quyết thứ 13 của đảng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng và văn minh. Hôm nay tôi vinh dự và tự hào được đại diện cho 15 đảng viên chi bộ 2 đảng bộ huyện Buôn Đôn đứng đây để báo cáo với quý vị về nghị quyết đại hội đảng bộ huyện Buôn Đôn lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và cả nước, ví dụ như ở thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư Quyên của tôi đây, thì ban tổ chức đã rất là sáng tạo và linh hoạt khi chuyển hình thức thi tập trung sang hình thức thi quay video và gửi cho ban giám khảo. Tôi đánh giá rất là cao với hành động của ban tổ chức. Kính thưa các đồng chí, thì bài trình bày của tôi đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo cùng các đồng chí ban giám khảo và toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Tôi xin chân thành cảm ơn.